Suốt hai ngày hôm nay, tôi đã đọc đi đọc lại bản cung này. Tôi cam đoan những lời khai trên hoàn toàn đúng sự thật. Chúng tôi đã xác minh lời khai của anh. Các anh đã điều tra về tôi. Chắc anh cũng biết tôi là người cẩn trọng, luôn tuân thủ quy định của pháp luật. Tôi còn có gia đình để yêu thương và bảo vệ. Tuyệt đối không vì tiền mà bất chấp tất cả. Tôi hiểu. Hiện tại chưa tìm thấy sự liên quan về lợi ích giữa anh và tập đoàn Bình Phát. Vâng. Còn về dự án Sao Mai, đúng là các công tác anh thực hiện đều giữ được nguyên tắc và tuân thủ theo pháp luật. Vâng. Tôi đảm bảo mình không trục lợi. Mong các anh hãy tin tôi ạ. Ai nói tôi về mà anh biết ra tận đây? Bằng Trúc ạ. Bằng Trúc nói với con là hôm nay bố sẽ về. Bố, con muốn nói chuyện với bố một chút thôi ạ. Bố, con xin lỗi ạ. Anh nghĩ chỉ một lời xin lỗi là có thể xóa hết những gì mà anh gây ra? Con không chỉ muốn xin lỗi, con muốn bố nhìn thấy con đang thay đổi. Anh đã nghĩ lại và thay đổi là tốt cho anh đấy. Cố gắng sống cho nó tử tế vào. Ai rồi cũng phải đi đến điểm dừng chân cuối cuộc đời. Nhưng mẹ không muốn sống lay lắt, sống không có ích gì, rồi làm khổ các con, các cháu của mẹ. Mẹ, chúng con cần mẹ. Hay mình xin bác sĩ hội chẩn. Xong rồi lúc đấy mẹ quyết định thế nào thì cũng chưa muộn mà. Mẹ biết. Nên mấy chục năm qua mẹ đã sống vì các con, các cháu. Nhưng giờ mẹ xin phép các con cho mẹ được quyết định sống theo như cách mẹ muốn. Được không?